Chào anh em, xin lên sóng giao lưu anh em một tác phẩm sơn tre dáng bay nha, rất là đẹp anh em nha, rất đẹp. Cây có cốt bệ nhì đá dưới gốc nè, nặng là 6 người bê nha anh em, viên đá rất khủng nha anh em, cây một cốt. Cây này có hoành sát gốc dưới hai hòn đá luôn nha anh em, là hoành nó 150, hoành thân nó 95, chiều cao đúng 2m nha anh em, chiều cao đúng 2m. Cái đầu này là cái đầu lúa nha anh em, đầu này là đầu lúa, còn nhiêu là toàn bộ là đầu sống hết nha anh em. Cây bành sống gân guốc chạy trong thân rất là đẹp nha. Độ cạp nhì đá của nó thì thôi bao phê nha anh em, độ cạp nhì đá của nó là bao phê nha. Cây trọng lượng của nó thì 6 người khiêng nha anh em, rơi vào chắc cỡ tầm phải là 280 đến 300kg nha anh em. Một cây sơn tre dáng bay khá đẹp, đỡ rỡ mạnh nha, không có rễ cọc không anh, cây không có rễ cọc nha anh em. Đường thân sống ngay chỗ này á thì nó lũa thép này nha anh em, lũa đây nha, nó lũa âm thân bên ngoài nha anh em, lũa âm thân bên ngoài nha. Cây thì nhì găm đé trong cốt bệ luôn anh em, cây nhì găm âm đé trong cốt bệ luôn, rất là đẹp. Qua đây đi anh ơi, độ nhì đá thì rất phê nha anh em, độ nhì đá cạp rất phê. Rất đẹp nha anh em. Rồi, anh em yêu mến thì liên hệ cho em nha. Chào anh em.